Mừng chào các bạn trở lại với kênh Bùm Vlog về. Hôm nay sao? Hôm nay trời một còn tưởng mới. Ở dưới rất là nhiều người bình luận nói là anh Bùm ơi, bạn Bùm ơi, chơi cái con mách đi. Thì ok, thì hôm nay Bùm sẽ chơi cái con mách cho các bạn xem. Bạn này hỏi gì đây? Shop ông này uy tín không? Mà người ta hỏi là mình phải trả lời, các bạn hiểu không? Mình trả lời chứ mình không có được quảng cáo shop. Không hề quảng cáo luôn. Đó, phải nhảy vô shop coi thử coi có sao không nè. Bùm rô bà lóc.net nè. Mình tạo cái nick đăng nhập vô, cái mình vô bán unit toilet tower defense nè. Giả bộ mình kéo kéo xuống dưới nè, mình thấy con mét camera man nè, mình nhấp vô đây nè. Rồi mình điền tài khoản Bùm rô lóc nè, mình điền mật khẩu vô nè. Cái này che nha, không cho mấy bạn coi mật khẩu được đâu nha. Rồi nhấn xác nhận nè. Ý, tự nhiên có con mét camera man nè trời. Như vậy là có uy tín không ta? Hồi nãy không có mà tự nhiên nhấn mua xong cái đợi xíu sao vô lại. Cái bắt đầu tự nhiên có cái con này nè. Không có phải quảng cáo shop đâu. Mà tại bạn hỏi thì mình phải trả lời. Được chưa, được chưa, được chưa? Vô. Chế độ khó cho Bùm. Chơi đúng hai con nha các bạn. Một cái con speaker spider với một con mét. Nhiều bạn comment nói với Bùm là cái con này nó ok. Các bạn nói Bùm phải tin chứ sao? Nói mình phải tin chứ. Chế độ khó với một con mét như các bạn. Không cần tay tình vẫn thắng chế độ này cho các bạn xem. Lần đầu chơi đừng auto skip. Thôi, đi qua bên đây đánh nó. Đi qua bên đây. Không sao. Ê, phải skip. Tại sao phải skip? Này, kinh nghĩ năng sao? Lấy 100 tiền để mà xây một con nữa. Không phải lúc nào các bạn cũng nói là không skip nó là an toàn. Chưa chắc đâu nha. Tại vì sao? Mỗi lần skip quay mình có tiền, nó mình phải tận dụng được những cái thứ giống như vậy. Mà đặc biệt làm sao? Thử thách chỉ sử dụng một con speaker spider với một con tướng mới là con mét, làm sao qua được chế độ khó. Ví dụ giống như bạn đang có một cái con tướng bình thường nào đó, các bạn mua con mét này thì liệu rằng mình có thể farm tiền với cái con mét này không? Nó test giúp cho các bạn có những cái lựa chọn thông minh. Chơi chế độ khó chỉ cần mua đúng một con vượt qua được thì có phải là các bạn có thể farm tiền được tốt hơn, đúng chưa? Đúng chưa? Làm gì sai? Sao được? Đặt con này xuống nè. Rồi review 300 đam mạnh nha. 300 đam mạnh nha. Trời ơi, một cái con 400 tiền đam khởi đầu 300, ok. Con này đam 50 bán cho Bùm lấy 300 tiền này up lên. Ê, chơi gì không được nha. Bạn làm gì vậy? Bạn lo đi. Bạn lo ngủ mình là sao? Mày ngủ gì? Ngủ. Bớt giỡn đi. Làm sao mà qua được kinh kỹ năng Bùm? Bùm thấy là hơi lạ một chỗ là nó úp rất rẻ. Lần hai úp có 500 tiền. Ê, được không anh? Được không đó nghe. Đừng. Đây lọt con nè. Lọt một con không sao nha. 500 tiền úp một cái đam lên 440. Dưới tầm đánh của nó tăng lên nhiều lắm nha. Ngon nghe các bạn. Không giỡn đâu. Có hai cái dòng các bạn ơi. Không hiểu. Chưa hiểu hai cái dòng này là cái gì, từ từ để coi lại. Đam quá trời mạnh luôn các bạn. 840 mới level 3. Con này úp rẻ nha các bạn. Ấp rẻ mà sao nó ngon quá vậy ta? Ê, nữa mày chơi vậy nữa, chơi gì ai chơi lại mày? Thôi đừng đánh nó, đừng cho nó lọt. Ôi lọt ít thôi. Quay lại quánh con này nè. Đừng. Ấp lên. Ê, quánh qua tới đây luôn nè ha. Quánh nè. Giết. Tính toán rồi, Bùm biết là nó đánh ra được cho nên mới đặt đây, thấy không? Sao lọt? Rồi giờ mới hiểu nè, cái dòng ngoài là bắn một cái tia giống cái mũi tên, thấy nó bắn tới không? Nó là cái dòng ngoài, còn để coi vô cái dòng trong này nữa là cái gì nha. Là bắn ra cái cục đạn xanh xanh này các bạn thấy không? Có nghĩa là nó bắn một lần hai loạt đạn luôn các bạn, không phải là đam 1400 đâu nha. Một cái tay trái là đánh ra cái mũi tên, còn cái tay phải là đánh ra cái viên đạn. Ngon. Tao auto skip luôn. Bình tĩnh đi, kinh kỹ năng lo gì, đừng có lo cho Bùm nha. Up lên luôn. Mát rồi hả? Level 5 đam 1200, nó quánh hai cái lần nha, là tổng cộng tới 2400 đó nghe. Nhiều tình miểu tiết cái gì, quá đơn giản. Mày làm gì tao? Auto skip dễ quá trời dễ luôn rồi. Tao auto skip cho tới quay 90 luôn. Nếu mà mình có được cái góp ý cho cái người làm cái game này nè, mình nói là nên tăng cái quay lên đi, để cái quay chế độ khó 50 là mình thấy là nó chưa ổn lắm, để quay đâu đó 1000 cho Bùm, nó mới thử thách được những cái người chơi được giống như Bùm. Nên đưa ra một cái chế độ gì đó gọi là chế độ dành riêng cho Bùm, phải đưa ra một cái chế độ giống như vậy đó, đặt cái tên y như vậy cho Bùm. Review lại nè, cái này kỳ nha. Ủa tại sao level 4 đam 1442,9, lên level 5 trừ đam ta làm sao? Chơi gì chơi được không? Chơi như vậy là ổn chưa? Như vậy là có đúng chưa? Không, nhưng mà giờ gì up lên là nó đánh nhanh hơn nha. 0.2 giây nó đánh một cái, thì một giây nó đánh 5 cái. 1200 nhân cho 5, 6000 đam. Nhưng mà không phải 6000 đam đâu nghe, nó quánh tới 2 cái là tổng cộng nó 12000 đam. Bữa hôm trước mình có làm cái video về cái con Titan Cameraman, một giây nó đánh 7500. Vậy tính ra cái con này nè, một giây nó đánh còn cao hơn. Mình nhớ Titan Cameraman tầm đánh là hình như 55, tầm đánh của nó cũng tương đương thôi chứ nó không thua. Ê, tính ra cái con này mua rẻ up
trẻ mà đam lại cao hơn. Mấy bạn thấy dễ không? Mày bới qua đây, mày bới qua đây, tao auto skip hoài luôn, tao không có buông cái auto skip ra. Hồi nãy mày gờ gờ người ta, mày động tao, mày cho tao ngủ đúng không? Bây giờ mày gờ tao giùm cái, mày gờ giùm cái, mày gờ làm sao, gờ kiểu gì, gờ sao được. Auto skip hoài luôn các bạn, auto skip tới chết, không bao giờ buông cái auto skip ra. Yên tâm các bạn nhìn như vậy không lọt được, không thể lọt được bùm, các bạn hiểu không? Bấm kinh kỹ năng sao lốt. Không, không tắt auto skip, bắt đầu thấy nhiều nha, cũng hơi hơi rồi đó. Được không mấy bạn, được không vậy? Thôi tắt auto skip đi. Thôi, không ổn. Được không đó, được không? Giỡn. Ủa lót quá trên rồi vậy? Ê, bạn ơi quánh tới không vậy? Tới không ta? Bạn ơi, mình giỡn bạn mà sao bạn qua hết vậy? Không, không hề sợ hãi. Giả bộ nha. Giải quyết tình huống này các bạn, mua xe được nè, ba mấy ngày má nào giết nó nè, bắn nó bằng giả bộ, không hề nha. Bùm, không hề giật mình nha các bạn. Cái đó giả bộ tạo content. Có cái gì đâu mà sợ hãi? Tạo lao kinh kỹ năng sợ hãi. Mà cái con này dễ gì đâu. Auto skip nữa. Cái gì? Rất kịch tới lét nữa. Mày bơi vô đây. Dễ ăn tao lắm. Cái con này là các bạn có thể ra tra ra được nha. Nếu bạn nào mà có thời gian mà chơi, không có cần phải lên shop mua. Nhưng mà nếu các bạn không có thời gian để mà chơi đó, mà muốn cày tiền ra những cái con sau, thì Bùm khuyến khích là mua con này trước và bắt đầu chúng ta chơi chế độ khó, chúng ta cày tiền. Các bạn sẽ đỡ được rất nhiều thời gian. Mình hoàn toàn sử dụng hai con này và mình còn auto skip nữa nghe các bạn. Thì một chút nữa là Bùm sẽ chơi cho hết một cái game chế độ khó giống như vậy. Nếu mà sử dụng con unit này thì thời gian nó là bao nhiêu? Là review rất là có tâm, giúp cho các bạn chơi cái này nó hay nhất có thể, tiết kiệm được thời gian mà còn nhanh lên master nữa. Lúc đầu nghĩ trong đầu là chơi cái chế độ khó chơi từ từ trong skip quay giống gì đâu, mà không ngờ vô chơi cái skip quay không. Tao, mày đi qua giùm tao cái. Gần sao? Mày đâm chưa? Như vậy là đâm chưa? Như vậy là đã cảm thấy là bạn đâm lắm rồi đúng không? Bạn đi tới đâu giùm mình cái. Bạn làm cái hành động gì? Ê khoan từ từ nha. Hình như là cái con này nó quánh nó làm chậm mấy con kia lại hay sao các bạn nhìn kỹ đi. Ôi, nó có hiệu ứng làm chậm các bạn nè. Thấy không? Nè nó bắn vô con bắt cùm, các bạn thấy gì giống như nó giật ra không? Có thấy không nè? Nhìn kỹ đi. Hả? Ôi đã vậy còn có hiệu ứng làm chậm nữa trời. Ê ngon dữ ta. Ê, nhiều quá vậy. Ê không ổn nè. Tao tự kịp mổ mà. Giết con góc kìm toilet giết nó. Ê, nó vô kìa. Ê được giết nó. Ừ, lẫm liên. Đừng để nó lọt. Ê bạn ơi, đừng mà bạn ơi. Thôi bạn ơi. Không, được. Được à, cái gì tạo content giả bộ các bạn hiểu không, giả bộ cho nó qua nó lọt như vậy để các bạn thấy hấp dẫn đúng không? Không làm như vậy làm sao cái game nó hay được. Nếu mà cứ để cho nó khơi gì còn gì coi, câu chán quá thấy không, coi bị chênh lệch cái sức mạnh nó quá lớn rồi làm sao mà vui vẻ được. Không vui chơi game mà không có những cái khó khăn, không có những cái giả bộ giống như vậy lấy gì vui. Rồi ha, thấy bắt đầu mấy cái quay này nó khó rồi ha, chậm lại từ từ quan sát nhìn nhận coi vấn đề coi như thế nào. Cái đợt này là ra mấy con lát này đúng không? Yếu đúng không? Skip luôn. Mình farm tiền nhanh hay chậm nó tùy vào cái quay. Yên tâm. Bùm nó hướng dẫn là chi tiết cụ thể cho các bạn. Quay 4-2-4-3 quá dễ. Cứ skip đi có sao đâu. Nó tăng cái tốc độ mà mình farm lên. Thay vì các bạn chơi không skip gì đúng không? Chơi một game như vậy nó tới 40 mấy phút. Skip cái nữa luôn các bạn. Nhìn thấy nó ok là skip được nha. Ba mấy ngàn này nó không có nhầm nhò gì các bạn. Bùm làm được các bạn yên tâm. Nếu mà các bạn không có kỹ năng giống như Bùm, không có kỹ năng mà tham minh giống như Bùm thì tốt nhất là từ cái quay 40-41 là các bạn ngưng auto skip từ từ đánh thôi. Còn Bùm thì khác, là Bùm nó là gọi là thượng thừa thông thạo 700 rồi các bạn hiểu không. Nè giống như gì nè, Bùm nhìn này thấy không, Bùm nhấn skip tại vì Bùm biết là vừa chết hết mấy con này là mấy cái con này nó vừa ra luôn là skip được, nó đỡ được vài giây. Kinh kỹ năng hiểu không, kỹ năng thăm minh. Bây giờ con Milton này nó chỉ có level 1, cái level này là level dễ nè. Skip quay cho Bùm nhìn nha, đó quay qua quánh liền con này, thấy chưa, kinh kỹ năng. Tổng thời gian nha, chưa tới 25 phút, 24 phút 46 giây thắng. Nếu các bạn có x2 là 800 tiền, gần 10 lần gacha, chưa được 25 phút nữa. Kinh kỹ năng. Rồi bây giờ nói lại lần nữa nè, bạn nào có thời gian chơi được, mình gacha được thì gacha. Còn nếu mà muốn mua một cái con nào đó chỉ duy nhất một con để các bạn farm tiền thì Bùm khuyến khích các bạn mua con máy này. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu mà các bạn thấy series này hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh. Bye bye.